Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Trần Hiếu miếng con tôm, tại vì Hiếu ăn cũng như tôi ăn thôi. Như hai là một hả? Để tối về anh ăn Hiếu á. Cái gì vậy anh ơi? Mời phòng nhỉ nha. Cái này là bia nãy. Bia lại nước cái gì? Sao? Nước gì trời? Cái nước trắng sẽ nồng nồng lên. Chúng ta chỉ lên. Anh em là thành nghĩa là cũng đây nè. Đây là cắt cầu của nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai cái người cướp của tôi đây, hai người cướp luôn á. Rồi sao nữa? Không lắm mới được ăn chất lượng luôn á. Rồi, rồi nha. Ngày xưa tôi là hiệp sĩ đường phố đó. Cũng bính nó được nói cho tôi nha. Cứ ngồi cứ rồi. Vậy sao tôi thấy trên mạng em bị đánh quá trời vậy? Vậy đó. Quá trời. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm hả? Không dám à. Tôi bị ăn cắp hết hai viên. Một viên lớn và một viên trung. Tôi xin tự thú. Tôi có ăn cắp. Không, tôi có ăn cướp chứ không ăn cắp. Tôi ăn cướp một lần ngoài biển thôi. Tôi có chia với Diên Lâm. Vậy thôi đó. Tôi thì có điều xin ăn. Tùy tâm người cho, mà tôi giấu tên gì đó bảo vệ bí mật cho họ. Đúng rồi. Còn tôi là ăn cắp của biên tập rồi. Nãy biên tập vừa xuống là biên tập đưa tôi là 4 viên. Nói là chia cho người thắng. Thì là tôi không có chia. Trời ơi. Cút ngoài biển thì sao? Cút ngoài biển thôi. Ngoài biển tôi ăn cướp một cục thôi. Đã hết rồi. Tính là em không có gì luôn á. Em là sáng giờ em kiếm được bao nhiêu là bị người ta lấy hết bao nhiêu. Còn bị có để lại vết hẹo nữa. Ủa vậy là ngoài biển là em lấy của Tú hả? Em cướp hết của em này. Em với lại đây. Không, em lấy một viên, anh con viên à. Không ai cứu em, anh không cứu. Quyết sao không cứu được bây giờ? Anh không cứu luôn. Anh cứu anh cũng được. Không mà. Không biết đâu. Em bị hai người chấn này. Nè. Chấn trực tiếp luôn, đấm. Ờ, đồng ý. Nhưng mà nha, anh em phát hiện nha, ở ngoài biển là Quyết fan đi ăn hôi để là đâu được 4-5 viên á. Trời ơi. Ăn hôi là nó dơ lắm. Ăn hôi 4-5 viên á. Mới nhả lại nè. Em là anh Giang. Trong chương trình là mình thua nhưng mà đây là tự nhiên là bà thương bà cho dĩa cơm. Trời ơi ngon. Trời ơi. À, cảm ơn chị nha. Trời ơi, khán giả thương là thần tượng đó. Sống đàng hoàng cũng dễ thương lắm. Trời ơi. Em tên gì nè? Trời ơi, tự nhiên chẳng giết cơm kỳ ghê. Muốn được ăn ư, vậy phải vượt qua thử thách xưng hô họ hàng cùng hai ngày một đêm. Câu hỏi đơn giản và những cái vai vế trong gia đình ha. Ai mà trả lời đúng được chúng em múc cho bữa cơm nha. Dạ. Ơn. Đó là người ông bà của ông bà gọi là gì? Ông bà, ông cố. Kỵ. Gì quá? Cái gì? Ông kỵ. Ông kỵ vậy hả? Dạ. Đúng rồi. Ủa, mày ông kệ hả? Mày ông kệ đâu? Ủa, ông kỵ mới đúng rồi. Ủa, vậy hả? Ủa, ông kỵ ông gì ngộ ha? Ông kỵ nghe. Ông kỵ á. Hay á, nó nhỏ mà nó hay mà. Mời đẹp. Bộ của chú là? Mà ừ. Thím. Gì? Thím, rồi tôi tự ăn. Mẹ của bố mình gọi là? Bà nội. Tôi tự ăn. Con dâu đâu? Ủa trời ơi. Dâu. Thôi để em ăn đi ăn. Con ruột. Đi nữa. Con dâu được. Con ruột. Con gái. Con ruột cũng được mà có sao đâu. Không tôm. Ủa? Ủa mày nó chưa tươi. Nó tươi quá. Nó chưa chín. Chín rồi. Rồi tiếp cho mọi người. Anh trai của bố gọi là? Bạn. Tự ăn. Nhanh quá. Con Giang hoặc là Hiếu. Tôi tự ăn rồi. Tôi cho đút cho Hiếu miếng con tôm. Tại vì Hiếu ăn cũng như tôi ăn thôi. Như hai là một hả? Để tối về anh ăn Hiếu á. Cái gì vậy anh ơi? Nó bị thò Hiếu rồi. Thank you.
và hai đứa con bác trong một đội. Dọn cho anh mà lẫn dạ. Hơi lẫn nhiều á, tức là cháo là cháo, lẩu là lẩu chứ. Dạ, cháo bỏ trong cái lẩu gọi là lẩu cháo. Bây giờ bỏ nhúng rồi ăn vô. Em bỏ cơm vô đây thì gọi là lẩu cơm, em bỏ cơm vô đây thì gọi là lẩu cơm. Đây rồi. Trời ơi, đây. Người chị Hiếu trước. Người lớn trước nè. Người chị Hiếu trước. Ôi dạ. Lớn. Đây. Đây. Cảm ơn. Đây. Đưa cho Huy. Đưa cho mẹ chứ. Thôi đưa cho Huy đi. Hả? Đó. Ăn cho mau gì? Hả? Có ăn cho mau gì mẹ? Ăn cho mau, ăn mẹ răng có người làm sẵn. Đây, cái này của mẹ nè. Đó. Giống như gia cấp hấp. Đó. Mà lan đồ vàng nè, mà nhớ khác nè. Mau gì anh? Hả? Thôi, đã bỏ đi thì bỏ đi. Mau đèn sụn nha. Trong cái đèn đó, đó là bằng trên nè. Nè chú Sáu. Ăn cho nữa. Thôi, người ta dù gì người ta cũng chơi thử thách mà. Nè, vô đây chú Sáu. Cho cái hộp me đi. Thôi, cái khúc đó không, khúc đó không ngon. Khúc nào, chú Sáu khúc nào? Này ngon. Này ngon hả? Chị khen nữa. Cái gì nữa? Ủa, ăn ngon chứ. Hiểu anh đi cưng. Em đang coi, em đang coi. Mời mọi người. Coi gì? Coi mọi người bắt đầu từ đâu anh? Ủa em không biết ăn cua hả? Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Rồi, bây giờ chỉ cho nghe. Dạ. Ăn cái càng trước đi cưng. Ăn cái càng trước anh. Giờ bẻ cái càng ra. Đúng rồi. Mình ăn cái bột me trước đi. Rồi, xong mình lấy cái kẹp, mình kẹp cái càng cho nó nát ra, xong mình lấy cái thịt, thịt bên trong cái càng mình ăn. Đừng cắn bằng răng rồi nó mẻ răng đi hát, lòi răng mẻ là kỳ lắm. Giống mình làm hả anh? Đúng là quái cái chuyện. Đúng rồi, bỏ cái đó nữa. Cái răng đó, là anh quăng ra luôn vậy. Nó mềm lắm. Phải lụm lại chứ. Bóp bên đây luôn, bóp bên đây luôn. Tùy hộp. Đây ra. Bóp nhẹ nó nát thịt rồi. Chấm vô đây, chấm đây, chấm đây, đó. Cái này đâu đúng không? Để em cắt một cây nó đổ ràng luôn. Trời ơi, cái bóp bên càng bao giờ. Ngon ha. Ủa sao mẹ không ăn đi mẹ? Con lồ lồ mà ăn nha. Mình biến ăn mấy cái món này. Vậy để con cảm ơn mẹ. Vậy để con cảm ơn mẹ. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Thiết thật. Hả? Anh lột cho mẹ ăn. Thì kiểu con nhậm ấy. Nhậm con đó mà. Anh cũng tưởng là lột luôn á. Dồi. Để đây. Lột mặt đâu thấy hả? Lột mặt. Bao từ quán ra tới thôn. Đừng có lột, có đùi mẹ ăn. Anh thấy chưa, đâu phải đi khai trương là người ta bóp cho anh ăn. À, thà không khai trương như em, thà ngủ luôn. Ngon mẹ, lấy đùi nha. Ăn đi. Đây nè, bây giờ tôi làm cho tôi cho Hiếu ăn nè. Ôi, quá hả? Hiếu thử được ngon hay không vậy nha. Cái này là bia nãy. Bia lại nước cái gì? Sao? Cái gì trời? Ủa? Cái nước chấm sẽ nồng nồng lên. Nghe không? Được không? Dạ. Mình ăn vô mình sẽ nồng nồng lên. Đây mẹ. Nát hết rồi, mẹ tắt rồi thôi. Ê, hôm nay nhiều đạm quá nha. Ăn nhiều cua. Em ăn cái này không? Thôi, em không ăn. Ăn gạch không? Không ăn. Nãy đi mà. Ăn nhiều quá rồi. Ăn gạch đi. Thôi, để cho mẹ ăn. Mua không? Dạ. Cái này nồng. Ai ăn mai không ạ? À? Mai gạch không nè. Cái này gạch.
ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Hiểu là ok lắm á. Ăn phở là ăn một quán một mười mấy năm vậy. Thị Trung. Tại vì ba chở tới đó thôi, ba không chở chỗ khác. Không, tự đi được mà, nhưng mà vẫn thích chỗ đó. Em tự đi được mà. Còn trả lời. Trả lời cãi chứ gì. Tao không biết là tự đi được. Bạn có thích đồ ăn miền Bắc không? Em hả? Em cũng tùy món anh. Nhưng mà nói chung là đi hai một đêm thì gần như là giờ cái gì cũng ăn được và cũng cảm thấy là rất là ngon. Đói quá đó. Nhưng mà cái món mà em gọi là tới giờ em là hiểu chứ không thể nào ăn được là món bún cua nha. Đúng rồi. Ôi, nó ngon nhất trên đời. Ngon nhất trên đời luôn. Không ăn được. Không ăn được nha. Không ăn được. Đúng không? Rồi bữa em ăn xong em mới về thành phố Hồ Chí Minh là gần đó là chỗ nào bán bún cua thối. Trời ơi. Đây ba Bình Thạnh. Trời ơi, ngon. Nhưng mà cái vị không có bằng. Không ăn được anh. Đúng rồi. Anh Huy cũng là người không thích một vài loại mắm. Ví dụ như mắm tôm. Không, đúng rồi, một loại mắm nào không ăn được thôi, còn tất cả mọi loại mắm lại muốn hết á. Bún cua, mắm tôm. Mắm mực ăn được không? Ăn được. Mắm nhum ăn được không? Được. Bố anh ăn được hết mà. Trừ mắm tôm. Trừ mắm tôm thôi. Mắm ruột ăn được không? Mắm ruột. Mắm ruột cá. Chưa biết. Mắm ruột cá. Chưa biết ăn bao giờ. Hơi khó ăn tí. Mắm sò ăn được không? Sò chưa biết luôn. Nhiều loại mắm quá à. Nhiều quá ha. Quý nhận thấy nó ăn lắm nè. Quý á. Quý lại nó một mình, ăn một mình và xem phim một mình. Giờ khóc một mình. Không có. Có không? Không. Mỗi lần mà nấu ăn hay là xem phim một mình hay là hay chụp hình trên coi. Ủa sao mày chuột dữ vậy? Dạ. Nó gồng tim. Rồi em ơi, các anh chúng ta sẽ đến với căn phòng số 1 ạ. Phòng khám phá vật chất ạ. Phòng số 1 là số 1 ạ. Phòng y tế. Phòng vật chất. Wow. Yeah. Wow. Ở đây thì chúng ta đang ở một căn phòng để tìm hiểu một thế giới rất là rộng lớn đúng không ạ? Dạ. Yeah. Thì ở đây, tại căn phòng này, Sơn là tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu đã tài trợ nội dung cho trung tâm và cũng như tài trợ một trò chơi. Gọi là bóng đá hạt để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của những cỗ máy gia tốc này. Yeah. Mời các anh chúng ta sẽ đến với cái khu vực trải nghiệm này ạ. Dạ vâng. Wow. Dạ. Không biết các anh có thích đá banh không ạ? Trời ơi, tụi em là những cầu thủ xuất sắc. Vậy đá banh thường em còn chơi banh đũa rồi nữa. Dạ vâng. Thế thì bây giờ trò chơi này sẽ giúp cho các anh có thể thể hiện được tài năng của mình đó ạ. Dạ. Thế thì ở đây chúng ta đang có hai quả bóng, chính là hai hạt proton. À, và sẽ có hai người chơi sẽ đứng ở vị trí đối diện ạ. Dạ. Và hai anh sẽ cố gắng đá cùng một lúc sao cho hạt và bóng này có thể va chạm vào vị trí trung tâm. Khi đó các hạt gặp nhau, va chạm với nhau, nổ tung ra và chúng ta sẽ thấy được những hạt nhỏ hơn được sinh ra và những hạt nhỏ sẽ được hiển thị trên mặt vâng. Đất. Vâng. Dạ. Nào một pha chì bóng nào, 1, 2, 3. Đúng rồi. Hiếu. 2, 3. Banh em đi rồi, mất tiêu rồi, để em lượm banh lại. 1, 2, 3. Rồi, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chúng ta chưa đạt được mức năng lượng cao nhất đâu ạ. À. Hiếu ơi. Thử lại đi. Trời ơi. 1, 2, 3. Đó, cao rồi đó. Lượm đá chính giữa nè. Lượm đá chính giữa mà, đi đường chính giữa nha. 1, 2, 3. Anh ơi, anh già rồi, anh nói cái gì chứ trẻ. 1, 2, 3. Cho ba đang có chạy nè. Anh ơi. Banh mà nó ra sao á. Anh coi nè, đắt măng đàng hoàng. Giờ 1, 2, 3. Nó cứ là lạng như vậy. Chạy đi xa, chạy đi xa. À, phải chậm. 1, 2, 3. Bye, have a great time. Chị ơi, ba này sao anh không có gì? Anh đánh đầu được không? Được. Sao gớm vậy? Ủa? Ghê vậy? Ê, Lâm ơi. Tôi nhớ rồi. Mới gặp nè mà anh. Trời ơi, bị ăn cắp ngọc trai rồi bị người ta xử vậy hả? Cái đá bôi vô, bôi vô lên mặt. Một viên này bằng 4 viên bình thường. Giữ viên này của đội mình. Nè Hiếu. Phải không? Trời ơi. Hãy trao cho ta. Em là cái nét già luôn á. Ủa, giữ kỹ nha. Không?
Đúng rồi, bự quá, viên cái bự quá. Thiệt. Cái này là viên đại, viên đại đó, viên đại của đây. Thế qua kia thì có cái trò gì? Kiến thức không ạ? Kiến thức. Wow. Kiến thức và nước mắm. Nè, anh giữ lại đi. Ủa, ở đây bên em chơi gì mà quá trời bồn dữ vậy? Chơi mắc cười. Mắc cười. Mà có thấy được ngọc trai không? Thấy được ngọc trai, nghiên cứu rồi tìm hiểu ngọc trai. Có qua luôn. Ngọc trai thiệt. Ngọc trai thiệt. Thôi. Ngọc trai tự nhiên quá. Bột ngọc trai hả? Có gì đó mà nhìn vậy? Thiên nhiên. Quan là thiên nhiên. Chuẩn 100% nha. Quan là thiên nhiên ngọc trai đó, thiên nhiên. Lâm cho anh mượn coi. Hãy tặng thiên nhiên. Cứ biển không mà chơi. Mượn là mất, cất là còn. Anh cho em mượn cái viên kia đi, coi thử coi. Quan là thiên nhiên. Bên kia chơi cái gì có được nước mắm không? Đây là nhân bảo á. Có 4 chai nước mắm. Cái mà chúng tôi thắng á là đây. Tặng anh con chim. Rớt nha. Rớt nha. Tự nhiên tặng em anh con chim là sao nhỉ? Là gì? Miếng nào cũng biết nha. Miếng vậy đó. Rồi. Em trước là miếng con chim là sao? Miếng đại dương quá. Nguyên cái nhóm du diễn kêu chung nhau rồi. Đúng rồi. Không có gieo. Có xin phép mà không chơi vậy. Ai biết đâu, không nói trước gì hết. Em đang có yêu quá. Đóng mắt à? Đừng ra cái đầu quá quá hả? Làm lại. Chim. Hai vô đường lại đi nó bị yếu nè. Anh tính vô cho phòng dạng lắm. Anh dạng hay quá. Chúng em xin phép ông đưa em đi. Ông đưa em đi. Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều đi. Anh dạng hay vậy lắm. Đúng là quá đẹp nữa. Anh cầm này anh đập đầu em đi. Thôi chơi vui hơn xong lưng. Không vui gì hết. Anh hỏi không vui gì hết. Ước gì xong có duyên, ước gì xong có duyên. Ê, duyên em! Duyên em! Duyên em! Ôi, chúng ta! Quay cả chỗ! Cầm cái gì là ước được đó, cầm cái ước xong lưng có duyên coi. Wow, ước xong lưng. Nãy giờ chúng ta vô khách sạn 5 sao và chúng ta hơi ồn ào. Dạ. Cho nên bây giờ ông quản lý khu resort muốn gặp các bạn. Chết bộ, anh là người nước gì vậy? Chết bộ. Wow, anh người Việt hay người nước ngoài chị? Anh là người nước. Chị ơi, tiếng Anh chị. Cho tụi em đi thay sim y được không chị? Chứ quải quá. Cho em được bộ diện khác đi, tụi em giao diện này tụi bị khinh. Em nghĩ là ai mặc đồ đẹp thì giờ ngủ sướng đi. Đúng rồi. Ai mà dơ thì ngủ khổ. Đúng bị ấy quá. Này, người ta đã cực rồi thì bên mình ra biển đi, người ta ngủ ở trên khách sạn là ok rồi. Thôi, tôi sẽ ngủ ngoài biển cho các em ngủ trong resort. Ok. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Em cũng không thấy vui nhưng mà em cũng là theo. Cũng không thấy vui đúng không? Không thấy vui đúng không? Vui vậy. Nó giống như quậy cái trường. À, quậy cái trường. Xin phép tặng anh. Xin phép được tặng. Xin phép. Xin phép rồi. Cái ví dụ vậy. Cái ví dụ vậy. Xin phép. Chúng ta sẽ ra sảnh gặp gỡ ông quản lý resort để xem coi là ông ấy muốn trao đổi với các bạn điều gì. Ở đây anh em mình có ai ngoại ngữ tốt nhất là chắc là cử thôi. Diệu Lâm, Diệu Lâm, đô đi anh. Lâm nói chuyện không? Ông đuổi hết đường luôn. Vậy rồi. Em ơi nói chuyện là nhớ xin là ở đây là có 2, 4, 6, 8 anh em. Phòng room. Two person, một phòng room. VIP. Rồi xin em. Đây. Mang lên, đừng để tài khi dễ mình. Anh mới hồng sang nhất á. Mặt mũi đã dậy rồi. In địch. Rojo, class. Ok. Đứng qua đây để cho lát cho mời cái chú đứng qua đây. Ủa anh ơi em không biết nói tiếng Anh xin em. Chú đứng đây. Ok. Chú em đem rung em uống. Rồi. Chơi. Dạ. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn gặp gỡ với lại Mr. Claudio ha. Anh là Resort Manager của nơi đây.
Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Hello. 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 Welcome. Hello. Yeah. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Likewise. Welcome. Hello, giám đốc. Hello, sir. Nice to meet you. Manager. Manager. Quản lý hả? Welcome to Phuket. Yeah. Yeah. Tropical island paradise. Yeah. And when I look at you, you all had fun already. Asian. No, very it's year, not funny. Not? It's year. What you look like? Yeah, year. But you have chosen the right place to stay. The happiest and funniest place on Phuket. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Anh nói gì? Yes, anh ơi, anh nói là vui quá, mắc cười quá. Đấy là em không có. Có, nãy giờ anh nói anh khen anh đó. Thank you, thank you em. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, teacher. My name Diệu Lâm. Diệu Lâm. Family Border Bích Phượng, Border Văn Hiệp. Very good. Oh, very good, handsome. Very handsome. Very handsome. Xin nói tiếng Anh cho anh. Hả? Bali, 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 Nằm ra. Biết. Very good, very good pet for you later. Oh my god. Nhắc luôn, nhắc luôn. Ok. Hãy tôi chứ. Ý anh nói là anh ngủ ở đây là hợp lý. Thật vô nghĩa. Ngủ dưới đất là hợp lý. Ủa sao vậy? Anh không có bệnh viện tốt. Good. Yeah. Enjoy your stay. Yeah. Enjoy your resort. Of course. Yes. I hope so. Yes. Thank you for your introduction. Yeah. Yeah. No. Thank you so much. You're very welcome. I'm hungry. Everyone right here hungry and. You hungry? Yes. And beef steaks for today. They have a lot of lobster for you. Lobster. Really? Okay. But you need to win first. Oh. Okay. 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 Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Bye bye. Noel. Today, Jingle Bell. Jingle Bell. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. I hát là gì? Sing, 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 Jingle Bell. Okay. One, two, three. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Việt Nam đi, ông già Noel. Xin lỗi. Rồi chị quyết không chứng. Santa đúng không? Santa đúng không? Santa. Em nói gì với anh đi. Anh cho Hiếu nói với anh một đôi lời. Yếu tiếng Anh quá, em bị yếu. Em về phải học tiếng Anh này. Yếu, Hiếu nó giỏi lắm. Ok. Rồi nói đi em. Tối nay đêm Giáng sinh chúng tôi muốn ngủ ngon lắm. You don't need to care about these guys. You just need one room. One room. For you. For me. Ủa? Yếu ơi. Thank you. Thank you. Thank you. Vion. Phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.